khám phá bên trong bảo tàng cất giấu kho báu lớn nhất thế giới. Có vô số bảo tàng nổi tiếng khắp thế giới, nhưng không nơi nào có thể vượt qua Viện Bảo tàng Ai Cập ở thủ đô Cairo. Viện Bảo tàng Ai Cập, hay còn gọi là Bảo tàng Cairo, nằm tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Tòa nhà 100 năm tuổi này tràn ngập các hiện vật từ thời Ai Cập cổ đại và tất cả đều rất hấp dẫn. Bảo tàng rộng lớn đến mức du khách có thể dành cả ngày tham quan tại đây. Các hiện vật đôi khi được cho mượn để triển lãm trên toàn cầu. Bức tượng hoàng đế Tutankhamun đứng trên chiếc thuyền giấy từng bị đánh cắp vào tháng 1 năm 2011. Các hiện vật trong ngôi mộ của vị pharaoh của vương triều thứ 18 này cũng là điểm nổi bật tại bảo tàng. Tutankhamun băng hà khi mới 19 tuổi và được chôn cùng nhiều kho báu, hầu hết được trình bày tại đây. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng chiếc mặt nạ vàng của hoàng đế Tutankhamun được trang trí với ngọc lam, đá lapis và san hô. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày xác ướp và đồ trang sức trong mộ. Tuy nhiên, những món đồ vô giá này nằm trong một phòng riêng biệt và không được phép chụp ảnh. Đôi dép bằng vàng của Tutankhamun được chôn cùng thi thể của vị pharaoh suốt 3.000 năm. Lớp vách ngoài cùng của xác ướp vua Tutankhamun Hiện nay, thi thể vua đã được đưa ra khỏi quan tài, Ngài kết hôn với em gái của mình khi mới 10 tuổi và qua đời 9 năm sau đó. Phà rồng Công Phu, người tạo ra kim tự tháp vĩ đại còn tồn tại đến ngày nay. Đây là hình ảnh duy nhất còn lại của ngài, có chiều cao khoảng 5cm. Bức chân dung bằng ngà voi nhỏ bé này có niên đại 5.000 năm. Chân dung duy nhất còn lại của Nefertiti, hoàng hậu của pharaoh Akhenaten, hai người đều sùng bái thần Athen chiếc đĩa mặt trời trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Bức tượng nổi tiếng Senep cùng gia đình hạnh phúc của ông. Senep là quan lớn trong vùng quốc Ai Cập cổ đại, sở hữu nhiều của cải và có cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Nếu để ý, du khách sẽ thấy Senep là một người lùn, nhà điêu khắc đã để, để hai đứa con ông dưới chân để che đi khiếm khuyết, bên cạnh là người vợ yêu dấu. Chiếc diều được phát hiện trong ngôi mộ của pharaoh Amos. Trước đây, diều là vật có mặt trong tang lễ, không sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ vài xác ướp của người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh và động vật được trưng bày cho du khách tham quan. Xác ướp hoàng gia được trưng bày trong triển lãm riêng và du khách sẽ mất thêm phí. Nếu văn hóa và văn minh Ai Cập có phạm vi rộng lớn, các hiện vật mới liên tục được phát hiện, khám phá mới đây nhất là tượng pharaoh Pametic I được khai quật ở ngoại ô Cairo, hiện nay trưng bày phía trước bảo tàng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm bảo tàng khá khó khăn bởi không có bản đồ hay dấu hiệu rõ ràng. Vì vậy, du khách nên tìm một người hướng dẫn để tới được nơi kho cất giữ kho báu đáng chiêm ngưỡng nhất thế giới. Bạn có thể thuê hướng dẫn viên tại bảo tàng, giá vé tham quan bảo tàng với người lớn là 4,5 USD, khoảng hơn 100.000 đồng. Với trẻ em là 2,25 USD, khoảng hơn 50.000 đồng.